Hello, chào mọi người đã quay lại với channel của Fit Gear. Thì trong video hôm nay mình sẽ mở hộp nhanh sản phẩm T525 mã True Wireless NC của hãng Calip. T52 True Wireless NC là phiên bản nâng cấp của chiếc tai nghe T52 True Wireless nhưng có thêm tính năng chống ồn. Được thiết kế kiểu một chiếc Zippo cực kỳ sang trọng. Đế hợp sạc thì có thêm một lớp cao su chống trơn trượt. Phía sau thì có cổng sạc Type-C. Tai nghe về thiết kế cơ bản cũng giống chiếc T52 True Wireless, đâm sâu vào bên tai và đeo lên thì cảm giác rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Về thiết kế củ tai thì mình đánh giá khá là cao. Có trang bị chống ồn NC, công nghệ Bluetooth 5.0, chuẩn chống ẩm IPX4, trang bị driver điện động 5.8mm cho âm thanh có độ rõ nét cao, sở hữu công nghệ Dirac HD sau, cải tiến hiệu suất âm thanh kỹ thuật số, có thích hợp micro chùm, có khử tiếng ồn và cho âm thanh rõ ràng hơn. Thời lượng pin của em này thì 7 giờ trên tai nghe và 21 giờ trên hộp sạc khi các bạn không có bật chế độ NC. Còn nếu bật chế độ NC thì 5 giờ trên tai nghe và 15 giờ trên hộp sạc. Với mức thời lượng pin như vậy thì mình đánh giá là khá ổn. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn kết nối và sử dụng chiếc tai nghe này nha. Anh em lấy hai chiếc tai nghe ra khỏi đốc sạc. Lúc này thì tai nghe đã sẵn sàng kết nối. Anh em vào cài đặt Bluetooth của thiết bị và chọn nhấn kết nối. Như vậy là được. Tiếp theo là một số thao tác trên chiếc tai nghe T52 True Wireless NC này. Khi các bạn đang trải nghiệm nó trên các ứng dụng nghe nhạc hay là xem phim. Đối với tai phải, nhấn một lần để dừng hoặc là phát nhạc. Hai lần liên tiếp để qua bài. Và nhấn 3 lần liên tiếp để lùi bài. Còn đối với tai trái thì nhấn 1 lần để chuyển đổi giữa các chế độ Noise Cancelling và bật tắt chế độ xuyên âm. Nhấn 2 lần liên tiếp để tăng âm lượng và 3 lần liên tiếp để giảm âm lượng. Ngoài ra thì các bạn có thể tải app Calip Connect về máy để thực hiện các thao tác trên app. App này thì có thể hiển thị thời lượng pin, chỉnh EQ theo gu âm nhạc và nhiều tính năng khác cực kỳ tiện lợi. Tiếp theo là chất âm, mình sẽ nghe thử chất âm của em này. Việc sử dụng driver điện động NC giúp T52 True Wireless NC kết hợp âm thanh mạnh mẽ, mở rộng và âm trầm sâu. Âm thanh trong trẻo và khá chi tiết ở những dải cao. Nếu anh em thích nghe tạp thì đây là một lựa chọn cực kỳ ổn. Hơn nữa nó có thể chỉnh EQ phù hợp với gu âm nhạc nên T52 True Wireless không hề kém nguyên nhạc. Theo mình đánh giá thì đây là một chiếc tai nghe rất là đáng mua. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về chiếc tai nghe T52 True Wireless NC này. Mong rằng ít nhiều sẽ giúp được anh em thêm một góc nhìn về em nó. Nếu thấy video hay thì anh em hãy cho Fit Gear Shop xin một like video và sub kênh YouTube để ủng hộ bọn mình. Cảm ơn anh em. Còn bây giờ thì bye bye.